Sau Minh Tứ và hành trình đi sinh nhật của Chủ tịch Lê Thị Xuân, đầu tiên thì mua một món quà. Hôm nay thì vội vã lắm, đi làm tiệc thôi nôi. Thực sự móng tay móng chân nó đen còn hơn là cái lò nồi. Rồi thấy đồ, mặc dù là không ai quay, mình vẫn tự quay, vào thang máy tự quay cái coi, mập thiệt mập nha. Wow, vô đây gặp chúng thiệt, chứ đoàn dĩ băng và quốc vũ có lẽ không cần nói thì ai cũng biết đây là hai chị khách hàng thân thiết của mình. Và đặc biệt mọi người thấy cái giọng của họ, giọng cái ánh mắt luôn, một soạn đeo kế bên mà chiếu những đuôi con mắt luôn thiệt. Mọi người thấy người đàn ông trên sân khấu không? Đó là nghe xin lỗi, không phải là trên sân khấu, nhìn đối diện mình thấy không? Chi Bu nè, xong đến một người đến chị Xuân, rồi đến anh Chi. Rồi bây giờ là lúc mà lãng mạn nhất là cái tên đây người ta phát biểu nè. Mọi người thấy không? Người phát biểu hôm nay là mừng sinh nhật của chị Xuân, chị Chủ tịch. Đó, người ta mang cái bàn ra để bỏ bánh. Đây là một trong những cái sinh nhật mà được tổ chức kiểu nhân viên và những người thân, những người bạn, những người đã từng đồng hành cùng với chị trong nhiều năm qua. Mình cũng cảm thấy đây là một buổi tiệc tất cả cũng rất là sang trọng. Đầu tiên cũng là cả mọi thứ, nhưng hôm nay không phải tươi là rồi bánh kem. Và bây giờ thì nhảy khỏi lên ngọn nến và mọi người sẽ cùng chúc mừng sinh nhật chị Xuân nào. Đẹp đúng không cả nhà? Cả nhà nhớ theo dõi kênh TikTok của Sam Minh Tứ nha, mình sẽ cập nhật việc cho mọi người xem.